Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư trưởng của thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói tiếp tục về tin tức uh, Hoa Kỳ và tin tức liên quan tới uh, Ukraine, Nga thưa quý vị. Thì có thể nói trong tuần uh, tin tức từ uh, Hoa Kỳ cho biết là chính quyền của ông Biden đã chơi lớn và chơi rất ác thưa quý vị à, đó là cho phép bên phía ukraine sử dụng các loại vũ khí của mỹ để tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga thưa quý vị có thể nói đây là một chiêu thức uh, hết sức ác độc à, đó là đẩy cuộc chiến uh, uh, lên một tầm cao mới và ngay lập tức thì uh, phía điện kremlin À, thông qua phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov à, cho biết rằng đây là một hành động mạo hiểm, nguy hiểm leo thang chiến tranh và coi như là hành động tuyên chiến của khối NATO đối với Nga thưa quý vị và chắc chắn Nga sẽ đáp trả một cách uh, thích ứng, uh, tương thích uh, với những hành động leo thang vũ trang như thế này. Tiếng Anh gọi là Escalation of War, thưa quý vị. Đi uh, tên lửa tầm xa thì uh, chúng ta sẽ uh, nhắc lại một vài loại, chẳng hạn như uh, đạn pháo HIMARS, uh, có thể tấn công tầm xa lên tới 190 km. Rồi uh, tên lửa attacks uh, của Hoa Kỳ, ATACMS, uh, có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với tầm xa lên tới 360 km, thưa quý vị. Rồi tên lửa hành trình uh, Scap uh, Storm Shadow uh, của Anh cũng có một tầm đánh xa lên tới hàng trăm km và nhiều loại vũ khí khác. Nhưng uh, thường được sử dụng lanh quanh ở bốn tỉnh miền đông của... Uh, nước Ukraine và biên giới uh, Nga và Ukraine. Nhưng bây giờ thì uh, cho phép uh, tấn công tầm xa từ đi vậy sâu vào lãnh thổ của Nga. Thì đương nhiên ông Biden uh, tung chiêu này nhằm nhiều mục đích. Uh, thứ nhất là đáp ứng cái uh, nhu cầu của Ukraine khi mà bên phía Ukraine phía tổng thống uh, Vladimir Zelensky của Ukraine yêu cầu là phải cho phép tấn công để mà tự vệ thưa quý vị vừa tấn công và để tự vệ tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga và một kho đạn của Nga đã bị trúng uh, đạn uh, vào ngày hôm kia đã coi như là một hành động uh, tấn công trước bên phía Ukraine đối với Nga và bên phía ông Biden thì tiếp tục cam kết viện trợ ít nhất 6 tỷ đô la nữa trước khi ông rời ghế vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025 tới đây thưa quý vị. Đó là những cam kết bên phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ thi hành lệnh của Tổng thống giải ngân ít nhất từ 6 cho tới 8 tỷ đô la. Tức là bên phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng có những cái nguồn dự trữ ngân sách để mà thực hiện bên phía hành pháp của Tổng thống Biden. Thì điều này rất là ác và nguy hiểm là thay vì xuống thang chiến tranh để đi tới một con đường giải pháp hòa bình, giải quyết vấn đề xung đột Ukraine và Nga thì dường như là Bên phía ông Biden muốn phá thối chính quyền ông Trump trong tương lai, thì quý vị, tức là đẩy lên một cuộc chiến bét nhè. Rồi ông uh, Trump sẽ vào Nhà Trắng để mà giải quyết một cuộc chiến ngay càng ác liệt giữa Nga và Ukraine. Và nếu mà nhượng bộ cho Nga thì bên phía đảng Dân Chủ sẽ nói là ông Trump nhát đòn, không dám chơi lớn như ông Biden. Uh, rồi... Uh, làm cho phía ông Trump sẽ mất quy tín thưa quý vị. Nhưng mà giữa quy tín với lại à, tiền đổ vào cho Ukraine là một con số hết sức khổng lồ. Và liệu ông Trump có muốn tiếp tục à, cuộc chiến Ukraine và Nga hay không? Thì trong cuộc gặp gỡ giữa ông à, Tổng thống à, vừa đắc cử là ông Donald Trump và ông Tổng thống đương kim Hoa Kỳ Joe Biden ngay tại Nhà Trắng thưa quý vị vào thứ tư tuần trước thì có thể nói là à, cuộc gặp gỡ dự kiến diễn ra chỉ có 30 phút mà thôi à, nhưng cuối cùng à, lên tới sắp xỉ à, 90 mươi phút một tiếng rưỡi thưa quý vị, vị và trong đó thì có nhiều vấn đề được à, bàn thảo nửa công khai nửa kín phần đầu thì học công khai có báo chí phần sau thì hai vị à, Đương Kim Tổng thống và Tổng thống tân cử hợp kính, hợp riêng thưa quý vị và không tiết lộ cho báo chí, truyền thông nào cả. Thì uh, nội dung thì uh, có nhiều nội dung nhưng ở đây người ta tập trung vào một nội dung duy nhất. Uh, đó là ông Biden uh, tiếp tục uh, thuyết phục ông Trump là hãy cố uh, giữ lửa và hãy cố coi như là ủng hộ Ukraine tối đa để chống Nga thưa quý vị và cuộc nói chuyện thì kéo dài xung quanh cái đề tài đó và trước đó thì ông trump cũng đã bày tỏ việc bà sẽ ép ukraine nhượng bộ để đi đến hòa bình thậm chí là sẽ cắt giảm uh, tài trợ viện trợ cho ukraine ông uh, donald trump đã từng nói ông uh, tổng thống ukraine zelensky uh, rất là giỏi trong cái việc uh, một gã đi buôn thưa quý vị, vị rất tài giỏi trên thế giới mỗi lần ông Zelensky đến Hoa Kỳ khi ra về thì có hàng núi tiền tỷ của người dân Mỹ được trao cho ông Zelensky cho nên là ông Zelensky này rất giỏi cái việc mà thuyết phục tuy nhiên khi người dân bầu ông Trump thì chính sách nó đã thay đổi thưa quý vị một bên thì cố xài tiền viện trợ đưa tiền của người dân đóng thuế của Hoa Kỳ cho phía Ukraine và bên phía Ukraine thì cũng đã bị tố cáo có sự tham nhũng nhũng làm đủ kiểu ăn vào tiền viện trợ quân sự của các quan chức Ukraine vân vân thưa quý vị thậm chí là có những đoạn phim cho thấy là các sĩ quan Ukraine bán vũ khí cho bên phía thân Nga một cách trắng trợn À, đem vũ khí mới nhất chẳng hạn như tên lửa chống tăng Enlo bán để lấy tiền cho nên là bên phía Ukraine cũng bị mất uy tín rất nhiều và tình hình thì càng bất lợi cho bên phía Ukraine thưa quý vị đang hết sức chống đỡ trong cái việc mà cầm cự và cầm chân quân đội Nga còn quân đội Nga thì vẫn tiếp tục tấn công trên toàn giải biên giới uh, miền đông của Ukraine. Và bây giờ cuộc chiến uh, càng lúc càng leo thang khi mà Ukraine mạo hiểm uh, tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga cách biên giới khoảng 70 km cho tới hàng trăm km trong tương lai. Thưa quý vị, gây ra bất ổn và phía Ukraine hy vọng là với sự bất ổn đó thì uh, chính quyền của ông uh, Vladimir Putin sẽ xuống thang ngồi vào bàn đàm phán trong cái thế có lợi cho Ukraine. Giống như là anh có muốn nhà cửa của anh yên ổn hay không? Còn không thì chúng tôi cứ pháo tầm xa, hỏa tiễn tầm xa bắn phá đe dọa các cơ sở năng lượng vân vân các nơi trọng yếu và các bộ tư lệnh của quân đội Nga bị uy hiếp vân vân. Và bây giờ nếu muốn thì ngồi xuống nói chuyện trả lại đất đai cho Ukraine một cách hòa bình à, vân vân thưa quý vị đó là kịch bản của bên phía Ukraine nhưng mà trên thực tế thì không biết kịch bản đó có diễn ra hay không hay là phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với cái vị thế thua thưa quý vị à, nói chung là như thế và chúng ta cũng biết là bên phía Ukraine cũng đã cách chức uh, ngoại trưởng Kubela của Ukraine và thay thế bằng người khác, kể cả bộ trưởng bộ Quốc phòng, kể cả đại tướng anh hùng của Ukraine à, cũng đã bị à, giải nhiệm trước những cái nhiệm vụ quá khó khăn rồi như vậy. Muốn giành một cuộc chiến thắng đối với à, Nga nhưng à, lỗ máu đầu thưa như vậy và trong tương lai thì không biết chuyện gì xảy ra khi mà Anh, Pháp, Đức cũng bắt đầu ồn ào ủng hộ cho chính sách của ông Biden, tức là bật đèn xanh cho phép sử dụng tên lửa tầm xa, pháo tầm xa tấn công vào đất Nga. Như vậy thì hóa ra Nga nói đúng, đó là NATO khiêu chiến, khiêu khích và tấn công trước vào đất Nga, thưa với vị. Thì sau đó thì bên phía Pháp đã rút lời, coi như họ nói rằng là sẽ quyết định lại có bật đèn xanh cho phía Ukraine hay không. Vì họ thấy có những cái bất lợi nếu mà như Nga nói tấn công trước vào đất Nga là tuyên chiến với Nga và khối NATO sẽ phải chịu trách nhiệm lớn trong cái việc mà đẩy cái cuộc chiến lên một tầm cao mới và có thể là sẽ trở thành thế chiến thứ ba vì nhiều nước tham gia và liệu bên phía Hoa Kỳ À, có dám đổ quân vào Ukraine hay không, một quốc gia mà không hề có tư cách đồng minh liên minh nào cả về vấn đề quân sự thưa quý vị. Và phía Ukraine thì sợ kịch bản của Sài Gòn năm xưa 1975, sợ kịch bản của Afghanistan à, năm 2018 vân vân thưa quý vị rồi 2021 những nơi mà Hoa Kỳ rút quân ào àc, à khiến cho à, quốc gia sở tại hoặc là chính quyền sở tại trở tay không kịp và cuối cùng dẫn đến đầu hàng tháo chạy vân vân thừa với vậy thì đó là kịch bản đã xảy ra và trong tương lai thì với cái tính khí đảo ngược chiều 180 độ so với đường lối của ông Biden chắc chắn là chính quyền Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn không đơn giản thưa quý vị Đặc biệt là khi mà Hoa Kỳ có một cái bộ gọi là DOE tức là Department, tức là bộ gọi là Chính quyền hiệu quả Government Efficiency. Đây là một cái department mới của Hoa Kỳ sẽ soi từng đồng từng xu trong cái vấn đề viện trợ tài trợ cho nước ngoài và viện trợ tài trợ đó có hiệu quả hay không hay là lại bị rơi vào các quan chức tham nhũng của Ukraine, uh, tiền triệu triệu đô la, tiền thuế uh, của người dân Hoa Kỳ vân vân thưa quý vị. Uh, nói chung là đây là một bài toán khó cho ông Trump với một cái đóng bay ngày náo loạn uh, gọi là messy mess up uh, đủ kiểu từ chính quyền ông Biden đã thất cử trong cái mùa bầu cử này, cho nên một cách khéo léo là vừa giữ lời hứa đối với Ukraine mà vừa gây ra những cái mầm hậu hoạn ngầm cho chính quyền tân tổng thống Donald Trump thưa quý vị. Và tin tức cũng cho biết là chính quyền ông Donald Trump đã nhanh chóng ráo riết đề cử rất nhiều người trẻ. Trẻ lắm luôn thưa quý vị, trẻ nhất trong lịch sử được Mỹ luôn. Có người chỉ mới có 27 tuổi, còn phần đông là ở tầm tuổi 40, trẻ khỏe, năng động, có kiến thức vào nắm giữ những vị trí của chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là một vị trí khá quan trọng hoặc là rất quan trọng đó là Bộ trưởng ngoại giao hay ngoại trưởng thưa quý vị đã đề cử ông Marco Rubio một trong 15 thượng nghị sĩ chống lại Ukraine, chống lại viện trợ À, của Hoa Kỳ đối với Ukraine, đây là một cái mà chính quyền ông Zelensky rất lo sợ, thưa quý vị. Đường lối của ông Marco Rubio rất rõ ràng, chống Trung Quốc, à, chống à, viện trợ cho Ukraine, à, vân vân, thưa quý vị. thì đó là lý do mà tại sao ông Trump lựa chọn ông Marco Rubio và tin tức cũng cho biết là phía Đảng Cộng hòa và một số thượng nghị sĩ cũng sẽ ủng hộ cho việc uh, cô con dâu Lara Trump uh, thế chỗ của ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ tiểu bang Florida, thưa quý vị. Và tin tức tiếp theo cũng cho biết rằng có 6 thượng nghị sĩ Cộng Hòa tạo nên một cái nhóm chống Trump. Nói rằng là họ sẽ cản đường uh, trong cái việc đề cử đề bạc một số nhân vật... Uh, mà ông trump tin tưởng họ nói rằng là những nhân vật đó thì có thể không hoạt động cho quyền lợi lợi ích của dân tộc mỹ mà lo cho quyền lợi cá nhân của ông trump hoặc là có những nhân vật mà họ nghĩ rằng có những cái phốt chẳng hạn như là bị cáo buộc xâm hại xâm phạm tình dục vân vân rồi vậy cho nên họ sẽ soi họ sẽ cản đường ông trump trong thời gian tới đây thì đó là tin tức ở hoa kỳ สินธัญดักกระบวิเวก